vội đi làm mất đơn cứ phải cố ra thì anh đứng vào đấy cho nó xem nó rất to nè. Đấy. Sao giờ này béo thế? Đây này đang bị sưng răng. À được. Đọc số. Đấy, đọc số đi. Xong rồi quay. 0906 799 866. Sinh năm Điền rất là đẹp. Sinh năm Điền. À, hoàn thiện rồi. Thì đi trường đi chơi luôn. Chơi. Đồ chơi VIP. Đấy, gọi thành công nhá. Thế còn giá cả thì có nói sơ hay là ai thích thì gọi? Ai thích thì gọi. Sơ sơ là sơ bộ là khoảng bao nhiêu? Sơ bộ khoảng 40 thì rất đẹp. Sạch sẽ. Sạch sẽ. Về biết thì thời gian nữa sẽ đẹp rồi. Đấy, cây điền của anh Công. Đây là nhìn bóng từ dưới lên thì rõ. Đó. Có này nắng lên mới vàng. Vâng. Bóng lên. Đấy. Xưa kiểu định làm long lùn đấy đúng không? Định làm long lùn đấy. Để mà chọn chỗ này luôn có đây. Tuyệt vệ. Nếu mà đánh thì không này. Đúng rồi. Hạ xuống cái chậu tàu. Nó mới đẳng cấp. Đúng rồi, cái chậu này dày quá. Đây là con này chỉ được đi chơi. Đi đã. Đi trường đi chơi thôi. Đi chơi. Đây mặt trước của nó đây. Mặt trước của nó này. Cao, chắc cao độ 70 phân nhỉ? Từ mặt chậu lên. 70 phân. Đấy, đứng xa ra này. Đẹp chưa? Bóng biếc đẹp chưa? Cái khẩu này này bao nhiêu rồi, cây một rồi, một đóng đo chuẩn cắm nước thì độ đấy, lắc tự nhiên một nó rất chột chịt luôn rồi, những tay thiết vẫn là còn đầy rồi. Không có sẹo, cây không có sẹo. Đồ chơi. Rồi đồ chơi rồi chứ không phải về làm nữa. Không phải vất vả về làm nữa. Đây cốt chậu cũ đây. Cốt chậu vành chậu cũ đây. Đấy sau nó già như vài năm nữa nó cái này nó dính này. Sướng. Bè bệt. Bệt. Càng nuôi càng đẹp. Chất liệu đẹp rồi càng chỉ có thời gian là phải cho tiền thôi. Đây mà nắng thì vàng khê. Rất vững, rất tự nhiên. Mưa mấy hôm mùa đây mình rất tự nhiên. Trắng tuyết. Rất tự nhiên. Được không? Để không tác động cái gì. Vừa ra đây. Và thấy cây này lại phải dừng lại đi. Cho xuống đun đi. Nhưng mà hôm nay đi thứ hai nó ít thằng đi chợ, họp giao ban hết rồi. Mà có làm sếp làm to thì cũng phải đi họp, và nhân viên thì cũng phải đi họp. Đấy, phiên này là vắng đấy. Còn như ông làng nhàng thì ngày nào cũng ra chợ thì chả mua. Đi phải mua mấy cây rẻ rẻ đấy. Đấy, còn chơi thì chơi nhiều. Hai cây thôi. Bà này mấy em mà có tiền thì múc luôn. Không công ạ. Bà là lúc nào mà ví tiền có cho em mượn về chơi được không? Chán lại chả. Anh Nguyên có coi phim nhỉ? Vâng. Ủa, cùng ra sớm quá nhỉ? Cùng xem chơi cây này cho nó đỡ phải được chờ đợi này. Ông Hoàng này. Ông Hoàng nó chở cây to thế. Cái này nói chung là phải đến tận nơi. Xem cho đi Thanh Hóa chơi. Đang có triển lãm đang nhận cây đây.
Sầm Sơn. Làm gì đi chơi thôi. Sầm Sơn đang nhận cây triển lãm đây, đưa đi triển lãm ngay là ra đi. Chịu khó đi xa thì mới có tiền. Rồi ok, cây rất hay. Nói chung ngoài chợ ít thì có cây hay. Mặt trước này đẹp, đây này, cái mặt này. Bệ biết tất nhiên nó chưa thể là một nó già ấy, nhưng mà bệ chất liệu tốt. Bệ chất liệu rất tốt. Tương lai cái bệ này sẽ rất đẹp. Tương lai cái bệ này đã mỏng cái chậu xuống. Thật mỏng à. Bởi cái bệ nó trên này rồi, làm này nó thành bệ vó mất nếu mà trồng chậu sâu. Ok. À trước khi gọi công nhé. Bóng đẹp và tất nhiên mình chỉ cắt giật ở đầu răm thôi, đầu bông thôi. Cắt giật ở đầu bông này. Thế còn tay này thì nó mịn mịn rồi, chẳng cần thiết thì giật tiếp gì cả. Trên cây okay. Rất là hài hòa, một cây hài hòa, cây hài hòa. Đấy, các bạn, còn cây này thì không biết của ai, chắc là đang uống nước. Đầu mình đi tiêm phủ buổi sáng nên là các bác ấy vẫn còn uống nước. Anh em vẫn còn uống nước ở trong kia và mình quay phim này thì người ta cứ kệ mà. Chứ phải có thực sự có khách nhìn cảm giác thiện chí thì mới ra tiếp. Đấy. Thì chắc là tối em về em đăng lên chắc cuối người gọi. Đầu bài nó cho cái đi luôn đi. Hả? Cho vào đầu bài luôn. Vâng, cái này là thủ đạo của video luôn. Đẹp, đẹp. Tất nhiên là nhìn loáng thoáng thôi, chứ bây giờ chỉ phải ra xem trực tiếp, nhìn nó mới sướng. Taxi sang cái nhà được 27, có 27. 27. Chả 27 rồi. Mình có lối đây. À, mình có lối gì? Sáng cũng ra đây à? Sáng em ra đây đầm xem cái này nhiều. Ở đấy việc gì phải mua nhiều. Đi sớm nhỉ. Bọn nó đẩy được dễ lắm. Lên rất nhiều. Có đẩy lên dăm rồi, lên dăm tí nữa xong bắt đầu mới bật cà phê đi. Nhìn mới lại càng hoài. Bật đi mình sướng. Không đủ khi nào. Không cân chậu nó còn đập bóng. Đấy. Cái đôi cao cao lên. Đẹp. Phôi bao giờ thế nào? Đúng không? Phôi cơ bản là phôi chính là khi đẹp mà hoàn thiện thì khó, là không ai dám hỏi nhấp xem. Phôi thì cắt ra thì này nó chảy ra là bao năm rồi mới nhìn này, cứ tưởng tượng với nhau. Con tưởng tượng đấy, tiêu tiền mua để tưởng tượng, để về tưởng tượng đấy. Nó đã hoàn thiện rồi, không biết làm cây thì đấy, nó thuê đâm nó đẹp rồi nó thì dãi nó nước một tầng ấy, có quả ấy. Đúng rồi. Phúc bột dịch tròi ra cái này thì giờ về dễ làm quá gì đấy, chân tay thuận rồi làm. Đấy, ông nào thích gọi công nhá, thiện chí gọi nhá, thế đẹp đấy. Ok anh, sang bên này tí. Xoan, dâu ra xoan, cung đá. Ngoan sữa. Đấy cái bác từ Nam Định lên hôm trước, lục vừng à. À đâu rành rành. Cung đá mình cứ tưởng củ nó như vậy. Xin phép các bác tí nhá. Dâm bụt ta. À đây là vong khách. Bên Thái Bình Nam Định hay có vong khách.
Đây, mang như thế nào đi bác? Trồng qua loa quá. Nổi lên chỗ này lên tí. Cục này là của Bắc Dương à? Ờ, bao tiền đấy? Cái này là có 5 triệu. Đấy, nhà ấy. Ờ, đấy. Mọi người làm hàng. Cái này được. Để xả nổi đến vào cắt đi. Vào cắt cắt lốc sáng này. Vừa cắt xong. Cắt cao quá. Nhìn được cao ngay. Không phải cắt cao quá, cứ cắt thấp sau rồi cắt thấp xuống tiếp. Thấp. Sau này thấp cái này đúng rồi, ý cắt đầu rồi. Nhiều nhịp cũng ổn, cắt được sớm. Cứ xả nổi cao, vào cắt. Đúng rồi, bị bự. Được cái bệt nhún là ra sáng. À, chỗ nào như như chỗ này thì được, nhưng mà nó đều đều. Được. À, đôi thú này thì không biết như nào. Khi có con thú đó đây để về ra vừa thì lúc đêm ở đây thêm thú đơn giản. À đấy. Đấy tí tí. Này của cũng có cuốn dương à. Đây là đôi này à? Ừ, ô tô. À, bao tiền? 4 triệu một cây à? Một đôi à, rẻ nhà. Đấy. Dê à? Quá đẹp. Thế thôi, cửa ra vào để hai bên hai con. Có hoa, có ấy, đẹp. Cửa đi vào đấy. Bom vào rồi.